quay cái motor anh chị nha. Học mót nghề. Đây anh cuốn lại máy bơm à? Nó là motor. Motor gì? Motor này có động cơ đúng không? Phải có máy bơm đúng không? Giữa một rất nhiều motor điện, quạt điện, máy bơm. Rồi thợ kỹ thuật hàng ngày rất là kéo tay. Cảm ơn anh đã cho ghi hình để chia sẻ với các bạn hình ảnh nha. Một người thợ điện rất là giỏi. Với những chiếc máy motor, máy bơm cũ hỏng bị cháy thì anh có thể sẽ quấn lại và máy chạy rất là tốt và bền. Rồi xin cảm ơn anh. Chúc anh kỹ thuật tay nghề ngày càng cao và ngày càng sửa được những chiếc máy ngày độ khó càng cao và mang lại giá trị, nhiều giá trị lợi ích cho cộng đồng cũng như những người dân. Khi có máy hỏng thì sẽ mang đến để nhờ anh sửa chữa. Tạm biệt anh. Bây giờ